lý do Triều Tiên từng sử dụng múi giờ riêng. Quý vị thính giả thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2015, người Triều Tiên chơi đồng hồ chạy chậm lại 30 phút, chuyển từ GMT cộng 9 sang GMT cộng 8:30 để thiết lập múi giờ riêng, gọi là giờ Bình Nhưỡng. Chưa đầy 3 năm sau, nước này điều chỉnh lại như về trước để có múi giờ giống Hàn Quốc. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra quyết định ký hợp với Tổng thống Hàn Moon Jae-in tại Panmunjom ngày 27 tháng 4. Truyền thông Triều Tiên nói rằng ông Kim đã đau lòng khi thấy hai chiếc đồng hồ chỉ giờ khác nhau trong phòng diễn ra hội nghị. Đó là một sự thay đổi giọng điệu so với năm 2015, khi KCNA nói rằng Triều Tiên không thể chịu đựng được việc dùng múi giờ được đưa ra từ thời bán đảo Triều Tiên bị đế quốc Nhật chiếm đóng. KCNA viết trong dịp kỷ niệm 70 năm thoát khỏi ách thống trị của đế quốc Nhật. Đế quốc Nhật Bản độc ác đã phạm tội ác không thể tha thứ như tước đoạt cả múi giờ của Triều Tiên trong khi chà đạp không thương tiếc đất đai của chúng ta. Thực tế, bán đảo Triều Tiên đúng là từng sử dụng múi giờ của Bình Nhưỡng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi bị Nhật chiếm đóng năm 1910. Đế quốc Nhật sau đó áp múi giờ của nước họ với Hàn Quốc. Năm 1954, Hàn Quốc quay trở lại múi giờ cũ, nhưng sau đó lại chuyển sang múi giờ giống Nhật Bản vào năm 1961. Do liên quan đến công tác hậu cần cho quân đội Mỹ đóng quân tại Nhật, theo Washington Post, về mặt địa lý, Triều Tiên nằm giữa Nhật Bản và Trung Quốc, nên việc họ dùng múi giờ ở giữa hai nước này không phải là điều phi logic, cây bút Adam Tyler của Washington viết. Triều Tiên không phải là quốc gia duy nhất sử dụng giờ đặc biệt. Tổng thống Venezuela là Hugo Chavez từng đổi múi giờ từ GMT-4 thành GMT-4:30 vào năm 2007 với lý do là mặt trời sẽ mọc trước khi hầu hết người Venezuela dậy, đảm bảo tất cả đi học hoặc đi làm khi trời sáng. Năm 2006, Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro điều chỉnh lại giờ về GMT-4 như trước. Nepal sử dụng múi giờ GMT cộng 5:45, nhanh hơn Ấn Độ 15 phút, nhằm xây dựng lòng tự hào dân tộc và tách biệt họ với quốc gia láng giềng. Quyết định thay đổi năm 2015 của Triều Tiên là biểu tượng cho mối quan hệ suy giảm của Hàn Quốc. Các cuộc thử nghiệm tên lửa đã làm quan hệ Seoul và Bình Nhưỡng căng thẳng trong vài năm trước đó. Sau một sự cố khiến lính canh biên giới Hàn Quốc trúng mìn tại khu phi quân sự DMZ, hai bên đã đấu pháo ở biên giới chỉ vài ngày sau khi giờ của Triều Tiên thay đổi. Thay đổi này cũng gây bối rối tại khu công nghiệp Kansong ở Triều Tiên, nơi các công ty Hàn Quốc tuyển dụng lao động Triều Tiên trong một nỗ lực hợp tác kinh tế hiếm hoi. Kansong vài tháng sau đó đóng cửa do một căng thẳng khác trên bán đảo. Quan hệ hai miền giờ đã ấm lên sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên ngày 27 tháng 4, khiến nhiều người lạc quan về tình hình bán đảo. Nếu lệnh trừng phạt Triều Tiên được dỡ bỏ, Kansong có thể được mở lại và thậm chí hai bên có thể thảo luận về việc thiết lập mạng lưới đường sắt chung để kết nối hai quốc gia. Với việc Hàn và Triều hiện chung một múi giờ, nhiều người hy vọng mọi thứ có thể tiến triển nhanh hơn. Truyền thông Triều Tiên nói rằng thay đổi này sẽ đẩy nhanh quá trình để Bắc Nam thống nhất, biến những thứ khác biệt và tách biệt thành đồng điệu và hợp nhất.